Dạ vâng. Em Tiến Audio Hải Dương kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập đến kênh chuyên tech âm thanh và giới thiệu hàng bãi của em Tiến Audio Hải Dương. Quý vị các bác cùng anh em thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, video này em sẽ giới thiệu mặt hàng vừa mới về. Mặt hàng vừa mới về trong video này thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, em về được 5 quả trầm. 5 quả trầm này đến từ Mỹ, rồi đến từ Anh Quốc, rồi đến từ Đức các bác nha. Và có một em đầu Philip của Đức, thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, con đầu CD rất nổi tiếng Philip. Và bây giờ không làm mất thì giờ vàng ngọc của quý vị các anh em nữa, em sẽ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với phiên bản. Đầu tiên là một con đầu. Xin giới thiệu với quý vị các bác của anh em chúng ta, con đầu này nó có cả khiển đi theo các bác nhé, có cả khiển. Và con đầu này là con đầu Philip, model là CD850 các bác nhé. Philip model là CD850, nói đến đầu 8 thì các bác đã biết rồi không ạ? Đầu 8 là một đời cực kỳ cao rồi, con này vài chưa vệ sinh nhá, và em đã test hết rồi các bác nhé, tất cả bao zin hoạt động hoàn hảo cho anh em, mắt chạy không kén đĩa, cực kỳ tốt. Và nói đến dòng Philip là một dòng đầu rất nổi tiếng, nó cực kỳ nổi tiếng, nó nổi tiếng đối với những người biết đến nó các bác nhá, nó nổi tiếng đến với những người biết đến nó và đã nghe chất âm của nó và đã từng chơi nó. Dòng đầu Philip là một dòng đầu quá nổi tiếng rồi, em không cần phải giới thiệu kỹ nữa. Nó có một cái mặt đồng hồ quắc ở đây cực kỳ đẹp. Và chiếc đầu này là chiếc đầu Philip của đến từ Đức các bác nhá. Đây cái cửa băng của nó đây. Và các bác lưu ý là con này nó chỉ chạy đĩa CD thôi nhá. Nó chỉ có một chức năng là chạy đĩa CD. Đó. Và tất cả xung quanh của nó thì quá đẹp rồi. Chiếc đầu khá lạ. Đây là rắc nguồn này. Còn đây là model của chiếc đầu. Chiếc đầu Philip model là T3 CD850 gạch chéo 00B. Chiếc đầu này là nó được sản xuất Madein, cái này Madein của Bỉ thì phải các bác nhá. Madein của Bỉ thì phải. Đây này, nó có cái Madein này thì Madein này em tin chắc là nó là của Bỉ. Đây này, quay sát cái máy quay các bác nhìn thấy. Các bác nhìn thấy không ạ? Em đoán chắc chắn là cái chữ này là Madein của Bỉ. Vì cái chữ của nó là Madein PEL GIN UUM các bác nhá. Em nghĩ là em đoán chắc là của Bỉ, bởi vì là cái dòng đầu Philip này ấy, là cái con này là một cái con mà em bán có lẽ là đầu tiên em bán dòng đầu Philip đấy. Và cái con này thực chất ra là em tuyển cái con em này về, em tuyển cái em này về để mà chính ra là em để em nghe các bạn, chính ra là em để em nghe. Thế nhưng mà nhân tiện trong cái video clip thì em cũng cứ test lên đây, cứ giới thiệu lên đây để cho quý vị các bác các anh em chúng ta, ai là những người mà biết đến dòng đầu này và muốn chơi nó thì em sẽ lại bán bình thường các bác nhá, vẫn bán cho các bác bình thường. Đó là cái nhu cầu, đây là em nói thật. Cái nguồn điện của em nắm nó là nguồn điện 220V các bác nhá, nguồn điện 220V. Có đây là chữ class 1. Chữ này chữ tem vàng vàng này gọi class 1. Thì đây là được ra tiếng này, còn đâu nó có chức năng giải mã là digital quit, tức là ra cho thiết bị khác là cái đường giác hoa sen này. Và nó có hai cái đường, đây là hai cái đường này, là hai cái đường cũng là đường giải mã. Cái đường giải mã này là có một đường đi vào và một đường đi ra, gọi là chúng ta giải mã cái đường này là gọi là đường giải mã đồng trục các bác nhá.
đường giải mã đồng trục hoa sen ấy, kiểu như là đồng nan đường giải mã hoa sen. Và đây nó có một cổng quang, cổng quang này là cổng quang quýt nhé, chứ không phải cổng quang in nhé, cổng quang quýt tức là đi ra thiết bị khác đó. Và chiếc đầu này ấy, thì em được biết về chiếc đầu này, nếu như các giới audio khác, em nói thợ đi, cái người bán ấy, nói thợ thì người ta bán chiếc đầu này, và chiếc đầu này thì nó có tên tuổi trên thị trường đó, có tên tuổi trên thị trường, và chiếc đầu này nó có giá không hề rẻ trên thị trường các bác nhá, giá không hề rẻ. Giá con đầu này thì em đã tham khảo có người bán tới 10.500.000, rồi 11.000.000, rồi có người bán trên cả 11.000.000 đấy, giá như vậy nhé, các bác cứ tham khảo đi ạ. Các bác cứ đọc chiếc đầu là đầu Philips Modern CD 850 thì các bác sẽ biết được là ở trên trang mạng người ta bán với giá bao nhiêu, và đồng thời khi mà xem các bác sẽ phải để ý ngày tháng người ta mới đăng hay là đăng bao nhiêu năm rồi các bác nhé. Thì thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, là chiếc đầu Philips này model là CD 850 đời rất là cao. Thì chiếc đầu này, nếu quý vị các bác các anh em thích nghe chiếc đầu này, chất âm của chiếc đầu này, thì em sẽ giao lưu bán quý vị các bác các anh em chúng ta với một cái mức giá cực kỳ yêu, đó là giá 7.500.000 các bác nhé. Giá 7.500.000 chiếc đầu Philips này. Em đã giới thiệu xong, quý vị anh em chúng ta muốn thì hãy gọi điện cho em Tiến để sở hữu nhé. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tới quý vị các bác các anh em chúng ta 5 quả súp tròn này. Hiện tại các bác đang được nhìn thấy thì nó có những quả bát như sau. Đầu tiên đang hiện cái trước tiên ấy, là một quả calip bát 40 và 30 rồi 25 trong những quả tròn này. Bát 40, 30 và 25. Và đầu tiên thì em giới thiệu với các bác là một siêu phẩm, một em trầm cực kỳ là đáng chơi, đáng chơi, và nó có một cái giá tiền cũng hơi bị cứng. Và cái thương hiệu trầm này là thương hiệu trầm Calip các bác nha, thương hiệu trầm Calip đến từ Mỹ, đến từ Mỹ, sử dụng nguồn điện Mỹ là 120V các bác nha, nguồn điện Mỹ 120V, công suất 400W, giải tần cắt 60Hz. Quả trầm Calip model KS Velux 300 các bác nha. Quả trầm này trong thời gian qua em bán khá nhiều, đầy đủ các cổng kết nối để ăn chơi, và nó đẹp keng. Quả trầm này có giá là 16.500.000 các bác nha. Quả trầm có giá 16.500.000, nặng như là cối đá. Và cái lỗ thông hơi của nó, em nói thì nó nằm đây, rất là to, lỗ thông hơi rất là to nha. Và đến với thông số của quả trầm thì quả trầm này nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là 40 nhá, một cái loa bát có đường kính là 40, màng giấy kết hợp sợi thủy tinh gân cao su các nha. Các bác có điều kiện thì hãy sắm cho mình những quả trầm như thế này, nó sẽ làm cho cái âm thanh của nhà chúng ta nổi lên một cái phong cách đẳng cấp. Nói về âm thanh thì chúng ta những cái bộ dàn mà chúng ta cảm thấy nó đói và lon cái tiếng bát nó chưa đủ là làm cho chúng ta hài lòng về cái chất âm bát, thì chúng ta hãy dinh cho mình một quả trầm, cho dù là to hay nhỏ là tùy theo cái nhu cầu của các bác nhé. Còn những quả trầm này thì các bác, nói thật các bác à, các bác có điều kiện dùng quả trầm này thì các bác nghe những đôi loa đảo với chăng nữa, nó đệm vào tiếng bát nghe cũng rất là hay phê, tiếng rất sướng. Và nữa dòng trầm này thì nó rất là mềm và sâu rồi, không quảng cáo kỹ vào những dòng trầm này nữa. Và quả trầm này thì nó có giá là 16.500.000, 16.500.000. Nếu chúng ta bỏ ra một số tiền là 16.500.000 thì em sẽ đưa ra một cái phương án so sánh, ví dụ như là em so sánh hẳn với những thương hiệu trầm như là Paradin đi. Thương hiệu trầm Paradin là những thương hiệu trầm rất là nổi tiếng, nhưng mà gần đây, thời gian gần đây, 1-2 năm gần đây thì cái thương hiệu này nó thổi lên một cái mức giá, nó thổi lên một cái giá, mình nói như vậy, nó thổi lên một cái mức giá mà có lẽ là quá là cao, quá là cao, và nó lên một cái mức giá quá là nhanh, nó nhanh đến nỗi mà bọn em đây nó chật thọ cũng không đến đấy, trừ khi là các bác là có cái nhu cầu là đặt hàng đâu. Ví dụ như những em trầm Paradin, ví dụ như là những em trầm Paradin dù nhiều tiền hay ít tiền, ví dụ các bác đặt thì em vẫn lấy cho các bác bình thường, thế nhưng mà để mà tự nhiên lấy về bán thì hơi bị ngán, hơi bị ngán, bởi vì giá của nó leo thang kinh khủng, và nó leo thang kinh khủng.
Và cái thứ hai nữa là khi mà cái giá quả trầm đó nó leo thang lên rồi thì mình bỏ ra một cái số tiền, ví dụ nó là 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu bỏ ra để lấy trầm về bán cho anh em các bác, thì em phải suy đi tính lại, suy lên tính xuống, tức là cân đo và đong đếm. Cân đo và đong đếm, nếu cái số tiền này mình bỏ ra mình dinh cái quả trầm khác và xem thế nào. Đấy, đấy, tự nhiên em phải suy nghĩ. Ví dụ quả trầm này nó có giá là 16.500.000 em bán cho các bác, nhưng 16.500.000 em sẽ so sánh với quả trầm Paradin 1.000. Nói về quả trầm Paradin 1.000 mắt 20 năm thì không có cái tuổi gì để mà so sánh với quả trầm này được các bác nhé. Nó không có một cái tuổi gì, không có nước gì để mà so sánh với quả trầm Calip này được. Nhưng giá thì sao? Giá thì vẫn rẻ hơn. Giá thì vẫn rẻ hơn nhiều, rẻ hơn vài triệu đồng. Tức là quả trầm này so với quả trầm Paradin 1.000 mắt 2 năm thì quả trầm này có giá là 16.500.000. Thế nhưng quả trầm Paradin 1.000 bây giờ bản thân thợ lấy vào đã là đi 18 triệu. Thợ lấy vào đã 18 triệu rồi, vậy bán cho các bác là bao nhiêu? Sẽ phải kiếm một vài trăm một quả chứ, đúng không ạ? Phải, sẽ phải kiếm tầm 5-700 một quả trầm. Đấy, như vậy vì nó bỏ cái số tiền rất là cao như thế, mình không được 5-700 thì còn bán bằng cái gì đó, đúng không? Vì đầu tư rất là lớn. Thế cho nên đây là một câu chuyện mà em sẽ tham khảo một thực tế nhất để cho quý vị các bác anh em chúng ta lựa chọn khi mà bỏ đồng tiền ra, mình mua cho mình những sản phẩm nó thật là xứng đáng với đồng tiền. Đặc biệt là nếu gặp em Tiến đây, em Tiến sẽ tư vấn cho quý vị các bác anh em chúng ta, nếu như cùng tầm tiền em sẽ tư vấn cho các bác mua những quả trầm nào, rồi anh sẽ bật những quả trầm khác nha. Ok, 16.500.000 quả trầm này Calip. Vừa rồi khôi hài cho anh em một chút, nhưng khôi hài nhiều thì nói ra thì các bác bảo là em nói nắm, mà thực ra là em không muốn nói nắm đâu, các bác nói cho anh em hiểu thôi. Quả trầm thứ hai em muốn giới thiệu với quý vị các bác anh em chúng ta, đây là một quả trầm Heiko. Quả trầm Heiko này chúng ta nhìn hình thức này nó rất đẹp. Quả trầm Heiko này là một quả trầm thương hiệu đến từ Đức các bác nha. Quả trầm Heiko thương hiệu đến từ Đức, em để như này không biết các bác có nhìn thấy không, em phải ra em nom cái máy quay xem. Rồi, nhìn thấy rồi. Quả trầm Heiko này đến từ Đức các bác nha, đến từ Đức. Đấy. Sử dụng một loa bát có đường kính là 25 màng carbon gân mút các bác nha. Và cái biểu tượng của lón loa có chữ Heiko. Và nói về xung quanh thùng của em này thì nó đẹp mỹ mãn rồi các bác nha. Xung quanh thùng của em nó thì đẹp mỹ mãn, vuông hoặc sắc cạnh cực kỳ là tuyệt vời. Và đến với thông số ở phía sau, chúng ta thấy là quả trầm này trang bị tới hai cái lỗ thông hơi nhá. Quả trầm trang bị tới hai cái lỗ thông hơi. Và em sẽ đọc model của quả trầm. Quả trầm Heiko model SL-AM10A các bác nhá. Em đọc lại này. Quả trầm Heiko model là SL-AM10A. Các bác cứ gọi là quả trầm Heiko model là 10A cho em, phải tắt như vậy nhá, để em hiểu. Và em này em có một cái nguồn điện sử dụng cho các nước. Thứ nhất là nguồn điện 115V. Nguồn điện 115V là nguồn điện của Mỹ các bác nhá, nguồn điện của Mỹ, Mỹ, Nhật rồi Canada. Nó đầu chung sử dụng nguồn điện này. Và nguồn điện 230V là nguồn điện xuất đi các thị trường châu Âu và rất nhiều nước. Đấy. Quả trầm này có công suất là 115W các bác nhá. 115W, giải phân cắt từ 60 đến 50 hẹp. Quả trầm này chất âm cực kỳ là hay và có giá thành hợp túi tiền. Đây là đường đi vào và đây là các cổng đường đi vào để chúng ta kết nối bằng dây giống như là đấu loa. Và quả trầm Heiko đến từ Đức này bán 20 năm nó có giá là 5.800.000 các bác nha. Có giá 5.800.000, nó giới thiệu xong cho các bác. Và tiếp theo là một quả trầm có giá 4.500.000 các bác nha. Quả trầm này có giá 4.500.000 và quả trầm này đến từ Anh Quốc các bác nha. Quả trầm đến từ Anh Quốc, sử dụng thùng gỗ nặng màu đen, sử dụng một loa bát có đường kính là 25 màng carbon kết hợp sợi thủy tinh gân mút xốp, thương hiệu Jogen của Anh Quốc các bác nha. Jogen hay còn gọi là Jogger. Jogger. Quả trầm này đánh tiếng cực kỳ lực và rất hay các bác ạ.
quả trầm Jogan Moderna AS Virus 93 các bác nhá. Quả trầm Jogan Moderna AS Virus 93 có cái lỗ thông hơi ở phía sau này rất rộng và to. Sử dụng nguồn điện, tất nhiên nguồn điện của nó là phải là nguồn điện châu Âu rồi. Nguồn điện của nó là nguồn điện 220V các bác nhá. Giải tần cắt từ 60 đến 50 Hz. Đấy. Thì đây các bác thấy là hàng anh lừng. Còn đâu cái trầm này thì nó không có đề công suất các bác nhá. Không có đề công suất. Giá quả trầm này là 4.500.000 các bác nhá. Chất đâm đánh vô cùng tuyệt vời. Những quả trầm vô gần này. Và tiếp theo đây là một quả trầm đến từ Anh Quốc nữa. Có một cái màu vân gỗ rất là đẹp. Màu vân gỗ của nó kiểu như là màu lông chuột. Đây là màu vân gỗ kiểu xám xám, xám xám màu nho. Thì giống như gọi là màu lông chuột các bác nhé. Và tem mác EK thì tem mác còn đầy đủ ở đây. Quả trầm model sọc các bác nhé. Quả trầm model sọc. Giống dòng trầm này em bán rất nhiều rồi. Quả trầm này sử dụng một loa bass có đường kính là 25, màng carbon màu trắng. Đây vẫn còn nhiều vết bẩn ở đây, chưa lau chùi. Màng carbon màu trắng và cái gân của nó này là gân cao su các bác nhá, gân cao su. Đến với thương hiệu của em trầm thì em trầm model shop này có tên là MS309 Virus các bác nhá. Model shop model là MS309 Virus. Ok. Hàng được sản xuất tại Úc và Anh lần các bác nhá. Rất chi ok. Sử dụng nguồn điện thì em này sử dụng nguồn điện là 220V đến 240V các bác nhá. Công suất 250W. Và bây giờ đến phần giá của em trầm. Quả trầm này có giá 6.500.000 đồng các bác nhá. 6.500.000 đồng cho em trầm model sọt. Và tiếp theo là một quả trầm Infinity đến từ Mỹ. Quả trầm Infinity model PU nhá. Quả trầm Infinity model là PU120 nhá các bác nhá. Các bác gọi là quả trầm Infinity model 120 hoặc là đầy đủ ký tự của nó, model là trầm Infinity model là PU120. Quả trầm này là quả trầm hàng của Mỹ các bác nhá. Hàng của Mỹ được sản xuất tại Canada. Chúng ta đang nhìn thấy dòng chữ rất nét ở đây, đó là dòng chữ Made in Canada. Đấy. Và cái quả trầm này thì nó có một cái công suất là 200W các bác nhá. Công suất là 200W. Nguồn điện là 230V. Nguồn điện này là nguồn điện hàng xuất. Và giải tần cắt của em đó là 50 Hz. Đây là núm volume. Đây là núm chỉnh pha cắt tầng. Và có độ có lúc nữa ở giữa là nút chỉnh giải tần cắt cao và thấp. Và đây là đường đi vào rắc pha sen, còn đây là đường đi vào rắc dây để chúng ta đấu nối những chiếc đồng đi nhật. Và ở phía sau của quả trầm thì có tới hai cái lỗ thông hơi. Hai cái lỗ thông hơi các bác nha. Và đến với trái tim của em đó. Trái tim mình phải gọi cái bát nó là cái trái tim đúng không ạ? Khi quả trầm nó kêu hay không là nó gọi quả bát này, nó gọi là trái tim. Quả trầm này thì sử dụng một loa bát có đường kính là 30, màng carbon kết hợp sợi thủy tinh, gân cao su zin nguyên bản các bác nhá, gân cao su zin nguyên bản. Rồi. Đẹp mỹ mãn luôn. Quả trầm này có giá là 7.800.000 đồng các bác nhá. Quả trầm này có giá 7.800.000 đồng. Ok đi. Rất là hay các bạn. Và bây giờ thì em Tiến đã giới thiệu xong cho toàn thể quý vị, các bác, các anh em chúng ta về 5 quả trầm và một em đầu Philip rồi. Vậy thì mọi chi tiết quý vị, các bác, các anh em chúng ta
Muốn mua sắm thiết bị mà em vừa giới thiệu của bên em Tiến Audio Hải Dương, quý vị các bác, các anh em chúng ta hãy thật vui lòng điện thoại trực tiếp vào số máy 0966 603 183. Địa chỉ em Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương. Em ở gần nhà thờ thôn Mỹ Động. Ví dụ các bác mua bán thì các bác hãy điện trực tiếp cho em. Chứ còn nếu như các bác mà bình luận ở dưới video, ví dụ anh mua quả này, anh mua quả kia, có rất nhiều người mua quả này, mua quả kia, thế nhưng cái đó em cho là không đúng. Bởi vì chúng ta thiện chí mua bán, các bác mất tiền, em mất đồ, thì chúng ta hãy không tiếc gì cuộc điện thoại, hãy nhấc máy lên và điện trực tiếp cho em Tiến để chúng ta giao dịch mua bán các bác nhá. Đó. Còn chốt hàng hay không thì các bác hãy chốt mồm, nhưng phải là giao động chuyển tiền bằng tài khoản. Còn nếu chốt mồm thì các bác sẽ lại bị nỡ nhịp cầu tre. Ví dụ như đêm qua mấy quả có nhiều bác thích lắm, nhưng mà chốt để đấy rồi. Chứ còn đâu em đã có cả các bác gọi điện em bảo là chốt để đấy, là em không chơi, mà chốt em gửi số tài khoản. Các bác muốn chốt sản phẩm cho mình thì hãy gửi tiền cọc để em Tiến ship hàng cho các bác. Vậy thôi. Bây giờ em chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị các bác cùng anh em đã dành thời gian vàng ngọc theo dõi video clip này. Xin chân thành cảm ơn và kính chào, hẹn gặp lại.